Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Thì như các bạn cũng đã xem ở phần intro thì đó là một video giả TikTok của Gà. Thì nói chung là bây giờ chúng ta đã quay trở lại với cuộc sống hàng ngày bình thường rồi, nên là chúng ta sẽ không có quá dành nhiều thời gian cho TikTok như là cái thời mà chúng ta phải cách ly xã hội nữa. Tuy nhiên á, là cảm thấy là để quay được TikTok ngầu thì đôi khi chúng ta vẫn cần đầu tư. Tại bây giờ nói chung là thị trường TikTok phát triển cũng rất là mạnh đúng không? Thì trong video ngày hôm nay Gà đã đầu tư cho một bản thân một cái item để có thể quay TikTok một cách xinh đẹp và đáng yêu hơn. Đó chính là chiếc mũ này. Nói chung là không phải vậy đâu mọi người. Thật ra thì đây chỉ là một chiếc mũ Gà thấy đẹp xong Gà mua thôi, chứ không phải là do Gà quay TikTok Gà mới mua đâu. Thì đây, đây là chiếc mũ khi vẫn còn đang nằm nguyên trong hộp đó mọi người. Đây là một chiếc mũ cotton đến từ hãng Vibrate. Nếu mà bạn nào mà hay order đồ Hàn Quốc á thì chắc chắn là các bạn sẽ biết đến cái hãng này. Thì đây là một cái hãng chuyên để order quần áo nè, mũ phụ kiện rất là nổi tiếng ở bên Hàn Quốc. Thì cái này Gà order chung đợt với lại là cái haul đồ hàng của Gà đó. Nếu bạn nào chưa xem thì nhớ xem nha. Tuy nhiên Gà cảm thấy là đây là một cái sản phẩm quá đặc biệt nên Gà quyết định là tách riêng ra để làm riêng một video về nó. Tại như các bạn cũng có thể thấy, mũ quá gì mà để trong cái hộp nhìn căng đét vậy đúng không mọi người? Thì tên của chiếc mũ mà Gà có trong video ngày hôm nay á, tên là Twin Rainbow Black Cap. Twin Rainbow nghe nó ring rồi bô rồi đủ thể loại trên đời. Tên của nó cũng phức tạp y chang cái packaging của nó vậy. Đã bao giờ mà các bạn thấy một chiếc mũ mà mình mua và mình để trong cái hộp như vậy chưa? Các bạn có đoán được giá của sản phẩm này không? Đoán thử đi mọi người. Thật sự là từ trước tới giờ, từ nhỏ tới lớn Gà chưa bao giờ nghĩ là Gà sẽ mua một chiếc mũ với một cái giá tiền như thế này. Nhưng mà Gà đã mua rồi đó. Chiếc mũ này có giá là 108.000 won đó các bạn. Các bạn cứ miên man đi ha. 100.000 won thì nó tầm đâu là 2 triệu tới 2 triệu 2. Và 108.000 won chưa kể ship này nọ thì đây là một chiếc mũ rất là đáng tiền đó mọi người. Vibrate thì nó có rất là nhiều quần áo chia theo các dòng khác nhau ấy, dòng bình thường, dòng hơi premium một xíu. Thì chiếc cáp này là nó thuộc dòng premium đó mọi người. Bây giờ Gà sẽ khui packaging ra cho các bạn xem là tại sao giá của nó lại mắc đến như vậy. Đầu tiên là về cái packaging bên ngoài, nhìn cái hộp, các bạn có bao giờ nghĩ đây là cái hộp mũ không? Không đúng không? Nhìn nó y chang một cái hộp giày, và thậm chí là nó thuộc dạng cái hộp giày mà hộp giày mắc mắc á, chứ không phải là hộp giày kiểu Adidas rồi các kiểu đâu các bạn. Nhìn là thấy đúng không? Nhìn là thấy nó rất là cứng cáp luôn. Lúc mà Gà nhận cái hộp này thậm chí là nó còn được double box nữa. Có nghĩa là nó sẽ gói bằng một cái hộp khác ở ngoài, xong rồi ở giữa nó sẽ lót một cái lớp khí để cho nó cắt không có bị méo mó cái hộp bên trong á mọi người. Và ở trong nữa thì mới là cái hộp này. Lúc mà nhận Gà hết hồn luôn, Gà chảo giờ nghĩ đây là cái mũ. Giờ Gà khui ra cho các bạn xem nha. Đây cho các bạn xem đó, ở trong thì cái mũ nè, khui ra cho các bạn coi nha, nó sẽ được bọc trong một cái bọc tên là Vibrate Soul chấm và ở dưới này thì nó có ghi tên của rất là nhiều thành phố nè, Seoul nè là Seoul đó mọi người, Tokyo, London, Paris, New York, chúng ta có tới 5 thành phố, có nghĩa là đây là những cái thị trường mà chiếc mũ này hướng đến nhiều nhất. Và hiện tại thì Gà thấy là chiếc mũ này cũng đang hướng đến thị trường Việt Nam rồi đó mọi người. Còn ở bên này thì chúng ta có một đống thông tin về hãng đó, rất là nhiều thông tin về hãng luôn, một đống đang một nùi. Và bây giờ Gà sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem chiếc mũ nha, kiểu cẩn thận lắm luôn mọi người. Và nó mắc không nè, các bạn có thấy không, đây là cái mũ đúng không? Sau ở bên trong của nó để giữ form cho cái mũ thì chúng ta có một cái trái banh. Và trái banh này đó các bạn, nó không xẹt nha. Trên trái banh thì cũng có in logo của Vibrate luôn. Nó không xẹt nha mọi người. Gà mua cái mũ này về cũng tầm được 2 tuần rồi đó, mà nó vẫn y chang y nguyên vậy luôn á các bạn. Thật không thể tin nổi luôn á. Làm sao một chục chiếc mũ mà nó có thể gọi là đầu tư hình ảnh tới mức này được mọi người. Và chiếc nói chung là Gà cũng không dám đụng nhẹ vào cái quả bóng này nữa. Gà muốn cho nó lúc nào cũng căng như thế này để mình có thể giữ được form mũ á, tại mũ đắt quá mà. Tiếp
chiếc vụn này làm bằng chất liệu 100% cotton ha, màu đen tuyền rất là đẹp luôn. Thường thường thì lúc mà gà đội mũ thì gà sẽ hay chọn mũ màu trắng và mũ màu đen. Thì sau khi mà gà mua cái chiếc mũ màu đen này thì gà cảm thấy rất là thích và gà nghĩ là gà sẽ mua thêm chiếc màu trắng nữa, nhưng mà phải chờ gà giàu cơ, tại bây giờ gà hơi nghèo mọi người. Cách ly xong thì hơi nghèo á mọi người, hiểu không? Ở hai bên của chiếc mũ này thì là nó sẽ đính hai cái vòng, nên nó mới gọi là twin ring đó mọi người. Không phải tiết nhẫn nhưng mà nhân đôi đó, là sinh đôi đó. Thì đây, đây là cái họa tiết tại sao mà nó lại gọi là twin ring. Ở bên này thì có logo của Vibrate ha. Đằng sau á thì chúng ta cũng sẽ có một cái logo của Vibrate nữa. Và ở ngay cái nút mà để mình mở ra mở vô để mình co giãn cái mũ á, kéo ra kéo vô để mình điều chỉnh cái độ to của cái mũ á, thì nó cũng sẽ có một cái logo của chữ V của Vibrate luôn. Thì gà rất là thích cái chốt này, tại vì mình có thể mở ra nè, xong rồi mình kéo ra kéo vô. Thì thường là gà sẽ kéo vô một xíu để cho nó vừa đầu gà đó mọi người. Tầm tầm này là đội lên là đẹp nè. Đây gà đội thử cho các bạn xem nha, chắc các bạn cũng thấy gà đội thử rồi, nhìn rất là ngầu đúng không? Gà cảm thấy là kiểu auto mà mình cứ đội mũ lên là xong mình mặc tracksuit nữa là nhìn mình kiểu siêu ngầu luôn mọi người. Nếu mà bạn nào hay xem những cái chương trình Hàn Quốc á thì gà mới bắt đầu để ý tới cái họa tiết kiểu hai cái thòng lọng này nè. Wow, thì ra là chiếc mũ này đã được phổ biến rất là nhiều ở bên Hàn Quốc rồi, rất là nhiều idol đã từng sử dụng qua sản phẩm này rồi. Thì đây là sản phẩm có doanh thu tốt nhất của hãng Vibrate. Và trong năm 2019 thì hình như là nó đứng số 10 hay là 11 về doanh số đó mọi người. Bỏ hơn 2 triệu để mua chiếc mũ thì gà có tiếc không? Mũ chỉ là một cái thứ mà gà có rất ít trong tủ đồ. Gà có chắc một cái thì gà chỉ có mỗi cái mũ này thôi á. Nên gà cảm thấy là vì mình chỉ bỏ một số tiền nhất định để mua có một sản phẩm trong cái dòng phụ kiện đó thôi, nên mình nên mua một cái gì đó cho thật là đáng. Gà nghĩ là gà chỉ cần một cái là đủ rồi để ra đường che nắng, thì dạo này Đà Lạt nóng lắm mọi người ơi. Đó, mùa hè các bạn hãy đội mũ cáp nha, đặc biệt là mũ cáp thì nó có thể che nắng, bảo vệ khuôn mặt mình rất là tốt nữa. Cái mũ này rất là đa năng, nó có thể phối được rất là nhiều kiểu áo luôn, không chỉ mỗi kiểu áo thun vậy đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ thử phối cho các bạn xem nha. Một cái tip khi đội mũ cáp mà gà muốn chỉ các bạn á, là đầu tiên là các bạn nên bóp cái phần này lại á, để cho nó không bị bè ra, để không làm cho mặt mình bị to ra. Và cái mũ này lúc mà bóp lại thì nhìn nó không có bị gãy form rồi đâu mọi người, rất là ok. Có hai kiểu nha, một là gà để cho nó xuống xuống vậy xong rồi gà đội vào ha, thì nhìn nó sẽ kiểu rủ rủ rượi rượi, mình nhìn nó bí ẩn á mọi người, thấy không? Đó là cái dòng này. Còn cái dòng khác nữa mà gà thấy đẹp hơn á, thì sẽ là mình vuốt hết tóc ngược lên rồi mình đội vào, thì nhìn nó sẽ rất là gọn gàng và rất là thích hợp để kiểu đi picnic đồ luôn. Mấy chị Hàn Quốc thì gà thấy hay đội kiểu này hơn. Video gà ngày hôm nay là kết thúc rồi đó mọi người. Những cái chủ đề video như vậy á, cái tính ứng dụng của nó gà không chắc là được bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên á, là gà cảm thấy là mình có thể làm thêm những cái chủ đề về để cập nhật xu hướng thời trang, xem là nước bên cạnh đang làm gì đó mọi người, thì gà thấy cũng thú vị. Hy vọng là các bạn thích video này của gà ha. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe Gà Ly TV nha. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mua.